Xin chào các bạn, nếu các bạn lần đầu tiên xem video hướng dẫn các dự án này ra trên kênh của mình thì mọi người muốn chút thời gian cho mình nút like, nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Trong video hôm nay mình sẽ dẫn mọi người dự án này đó đến từ First Free Finance. Với dự án này thì chúng ta sẽ chatbot hoàn thành các nhiệm vụ trên Telegram. Vào đây bấm Start cho mình. Có vẻ bot nó hơi chậm, mọi người sẽ đợi một lát để nó bot phản hồi nhé. Đây, chắc tầm mất phần 1-2 phút. Đấy, ok. Rồi, tiếp tục nhập mã captcha ở đây. Nó sẽ có một cái hình mã captcha đây nhé. Mọi người sẽ kiểm tra xem cái ký tự như thế nào thì mọi người sẽ nhập y như dưới nhé. Ok. Rồi, dự án này thì tất cả anh em tham gia đều nhận được 5.000 token FFF mọi người nhé. Ok, bấm do vào kênh group Telegram này. Bấm tôi ra kênh. Ok, sau đó quay trở lại. Phao thường sẽ làm nhận 0,1 token FFF mọi người nhé. Rồi, bây giờ bấm submit data. Sau đấy mọi người sẽ follow kênh Twitter cho mình. Ở đây bấm đôn này. Các bạn follow kênh Twitter này. Bấm theo dõi kênh Twitter cho mình. Rồi. Sau đó các bạn quay trở lại Telegram. Ở bài đăng trên Telegram mọi người sẽ bấm vào chữ tweet đây nữa nhé. Mọi người sẽ mở cái tweet này lên. Bấm like và retweet, tag thẻ 3 người bạn cho mình. Bấm tweet lại cho mình. Sau đó mọi người sẽ có chữ tweet trên này, mọi người sẽ bấm vào. Mọi người sẽ bấm avatar kênh Twitter của mọi người này. Ở đây bấm vào 3 gạch ở đây. Bấm vào chữ chia sẻ. Ở đây các bạn sao chép lại profile link kênh Twitter của mọi người. Rồi quay trở lại Telegram. Các bạn sẽ gửi profile link kênh Twitter mọi người vào đây. Ok. Địa chỉ ví thì mọi người sẽ dùng địa chỉ ví ở trên ví Trust hoặc ví MetaMask nhé. Ok, vào đây các bạn sao chép lại địa chỉ ví cho mình. Sau đó các bạn quay trở lại Telegram. Các bạn sẽ gửi địa chỉ ví vào đây. Rồi. Như vậy chúng ta hoàn thành các nhiệm vụ. Bây giờ bấm confirm. Ở đây các bạn join vào kênh Telegram này, kênh channel Telegram. Đã join rồi, bấm vào done. Rồi tiếp tục các bạn follow kênh Twitter, like vào retweet là kênh Twitter này cho mình. Kênh liên kết nhé. Ngoài sẽ tìm đến bài đăng của dự án trên kênh liên kết. Đây các bạn kéo xuống tìm đến bài đăng của dự án này. Không thấy bài đăng đâu nữa. Ở đây bài đăng đây. Các bấm like, retweet lại cái bài đăng. Ok. Rồi quay trở lại Error. Bấm vào Yes. Ok. Và join vào kênh chat Telegram này. Đã join. Bấm bay lên chơi sư dư nhé. Ok, cảm ơn mọi người đã xem video. Vừa rồi mình hướng dẫn mọi người dự án này đến từ First Free Finance. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.